Wow, gì đây các bạn ơi? Wow, một con khủng long rất là to luôn. Wow, chúng ta có gì đây? Một con khủng long Vastatosaurus. Oh my god. Wow, một con khủng long rất là to nha. Wow, mình sẽ bỏ vào rổ và đi kiếm những món đồ chơi khác nha. Wow, bắt đầu thôi, để xem nào. Wow, nhìn nè các bạn ơi. Wow, chúng ta có gì đây? Chúng ta có hai con khủng long luôn. Wow, đây là một con khủng long Champsosaurus. Wow, mình sẽ bỏ vào rổ nha. Và chúng ta có gì đây? Một con khủng long Parasaurolophus. Wow, nó có màu xanh da trời. Hay còn được gọi là khủng long màu kiếm đó các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi kiếm nha. Wow, mình phát hiện ra đây có món đồ chơi gì đây. Wow, rất là nhiều hoa văn trên người luôn nè các bạn ơi. Chúng ta có một con Triceratops. Wow, hay còn gọi là khủng long ba sừng đó các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào rổ nha. Và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm kiếm những món đồ chơi nào. Wow, nhìn nào các bạn ơi. Wow, một cái búa và wow, rất là nhiều khủng long luôn. Wow, bây giờ mình sẽ nhặt những món đồ chơi khủng long lên trước nha. Chúng ta có gì nào? Đây là một con khủng long Miragaia. Mình sẽ bỏ vào rổ nha. Chúng ta có gì nữa nào? Wow, bên này có một con Dorizinosaurus màu xanh da trời. Đúng rồi các bạn ơi, đây là Dorizino. Wow, một con khủng long màu xanh rất là dễ thương luôn. Wow, bỏ vào rổ nha. À, bên này chúng ta có gì đây? Velociraptor. Wow, đã không các bạn ơi? Wow, rất là tuyệt vời luôn nha. Chúng ta có gì nào? Wow, hai bên cây búa có hai con khủng long. Đây là Onlosaurus. Wow. Chúng ta có gì đây? Wow, đây là một mô hình của con khủng long bạo chúa T-Rex. Wow. Wow, chúng ta có gì đây? Một cây búa của thần Thor. Wow, rất đẹp luôn các bạn ơi. Đây nè, nó có rất là nhiều hoa văn luôn nha. Mình sẽ bỏ vào rổ và để tiếp tục tìm kiếm những món đồ chơi khác nha. Wow, mình phát hiện ra gì đây? Có hai con khủng long luôn các bạn ơi. Wow. Mình sẽ bắt con này lên trước và xem coi. Đây là một con khủng long cũng có ba sừng này các bạn. Con này là Pentakeratop nha. Wow, rất là tuyệt vời. Mình sẽ bỏ nó vào rổ. Và chúng ta có gì đây? Một con khủng long Cacharadontosaurus. Đã quá các bạn ơi. Rồi, mình sẽ bỏ nó vào rổ nha. Và tiếp tục tìm kiếm những món đồ chơi mới nào. Con Deinonychus. Wow, một con khủng long rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn cái đuôi này. Nó có một cái màu trên đầu nữa nha. Rồi, mình sẽ bỏ vào rổ. Và đến những món đồ chơi tiếp theo. Các bạn biết đây là con khủng long gì không? Một con khủng long Stegosaurus. Wow, rất là đẹp nha. Ok, sẽ tiếp tục với món đồ chơi khác nha. Đây
chim ở đây các bạn ơi. Mình sẽ bắt nó lên và coi thử nào. Chúng ta có một con Papoteralodon. Đây là một con chim khủng long nha các bạn ơi. Mình sẽ bỏ nó vào rổ. Còn gì nữa không đây? Gì đây các bạn ơi? Rất là đẹp luôn đúng không? Mình sẽ bỏ nó vào đây và đi tìm kiếm những món đồ chơi khác nha. Mình nhìn thấy gì nè các bạn ơi? Đây là một con Indoraptor. Mình sẽ bắt nó lên nha. Ta có gì nào? Indoraptor. Thôi bỏ đồ thôi các bạn ơi. Và tiếp tục đi tìm kiếm nữa nha. Gì đây? Chúng ta có gì đây? Một con khủng long nữa nè các bạn ơi. Rất là to luôn. Đây là con khủng long Indominus Rex. Nó có rất là nhiều gai trên lưng luôn này các bạn ơi. Tuyệt vời luôn các bạn nha. Rồi. Và đây là tất cả đồ chơi của mình rồi này các bạn ơi. Rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.